của chúng ta hôm nay đó là Hebrew đoạn 7 câu 25. Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Chúng ta cầu nguyện. Chờ chúng con vui mừng ở trong danh của Đức Chúa Giêsu. Chúng con biết ơn Ngài vì đây là một lẽ thật vô cùng quan trọng cho mỗi cuộc đời của chúng con. Ngài đang cầu thay cho chúng con, và Ngài là đấng hằng sống. Chúng con cảm ơn Ngài, nhờ Ngài mà chúng con được đến gần với Đức Chúa Trời. Con xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời bày tỏ sự mầu nhiệm của sự cầu thay của Đức Chúa Jesus Christ cho hết thảy chúng con, để kể từ giờ phút này chúng con không còn cảm thấy bị bỏ rơi, không còn cảm thấy bị lạc lõng, không còn cảm thấy bị thất bại, vì Đức Chúa Giêsu ngày cầu thay cho chúng con để chúng con được đắc thắng và kết quả theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Ngài. Giờ phút này con xin Thánh Linh của Chúa ngày tự do vận hành giữa vòng chúng con. Con cầu xin quý Chúa tẩy rửa tâm trí, cảm xúc và ý muốn của chúng con, để cho chúng con tập trung về Ngài, hiểu được Ngài. Và đây là chìa khóa để chúng con mở được những cánh cửa phước hạnh, mở được cửa thiên đàng. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Kinh Thánh của chúng ta hôm nay đó là Giăng đoạn 17 câu 20 đến 26. Chúng ta đã đi từ câu 1 đến câu 8 và chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu ngày cầu nguyện cho mình và ngày dâng cho Đức Chúa Cha tất cả những công việc mà Cha giao cho Ngài trên đất này. Đây là một trong những điều chúng ta cũng cần để ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta. Và sau đó từ câu 9 đến câu 19, Đức Chúa Giêsu ngày cầu nguyện cho các môn đồ của Ngài. Và từ câu 20 đến 26 thì Đức Chúa Giêsu không những cầu nguyện cho các môn đồ mà cầu nguyện cho những kẻ sẽ nghe lời các môn đồ mà tin đến Đức Chúa Giêsu. Đây là một sự mầu nhiệm, đây là quyền năng, đây là một sự sức dầu của Chúa dành cho hết thảy chúng ta là những kẻ tin Đức Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ, trước khi Ngài bị bắt, bị đánh đập, bị hành hạ, bị chết, Ngài đã để dành thì giờ, và đây là bài cầu nguyện rất là dài của Chúa Giêsu, 26 câu. Và Đức Chúa Giêsu cầu nguyện trước mặt các môn đồ để cho họ thấy được sự tương giao của Đức Chúa Giêsu với Đức Chúa Cha, và họ cũng nhờ Đức Chúa Giêsu bởi sự chết của Ngài, sự sống lại của Ngài, họ cũng được tương giao với Đức Chúa Cha giống như vậy. Và đây là những điều chúng ta đã học trong những bài vừa rồi. Và Đức Chúa Giêsu, Ngài hướng về Đức Chúa Cha để cầu xin cho những kẻ sẽ nghe lời các môn đồ. Đây là một điều vô cùng khích lệ chính đời sống hầu việc Chúa của tôi, và anh chị em cũng thấy được rằng Chúa Ngài đang ở với chúng ta. Chúa Ngài đang cầu nguyện cho chúng ta. Và những lời tôi đang nói, chính Đức Chúa Giêsu hiện giờ Ngài đang cầu thay cho Đức Chúa Cha để cho mỗi một chúng ta tin vào lời của Ngài, tin vào chính mình Ngài. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài cũng đang cầu thay cho mỗi một chúng ta. Cho nên tất cả những gì ngăn trở chúng ta không tin được lời của Chúa, không hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, những cái linh của sự mờ tối khiến cho tâm trí của chúng ta không nhận biết lời Chúa, phải lui ra khỏi mỗi một chúng ta kể từ giờ phút này. Và xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta. Và đây chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu Ngài yêu thương, Ngài quan tâm, Ngài bao phủ đến thế hệ kế tiếp và kế tiếp và kế tiếp. Chúa là đấng hằng sống, Ngài cầu thay cho mỗi một chúng ta. Khi nào con người còn trên đất này, Ngài vẫn cứ tiếp tục cầu thay cho loài người của chúng ta. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta nắm được bí quyết này. Khi chúng ta làm chứng, khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta ca ngợi Chúa, khi chúng ta liên kết với Ngài, thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu Ngài đang cầu thay cho chúng ta, vì không nhờ sức Chúa chúng ta không làm được. Và Ngài ban Đức Thánh Linh của Ngài cho chúng ta. Và điều này rất là khích lệ khi chúng ta đi ra làm chứng, đừng nỗ lực với sức con người
Hãy nhờ cậy nơi Chúa, hãy để dành thời giờ cầu nguyện với Chúa trước khi đi ra làm chứng. Hãy nối kết với thiên đàng để chính quyền năng của Đức Thánh Linh bày tỏ Ngài qua chúng ta, vì Đức Chúa Giêsu đang cầu nguyện và chúng ta nối kết được với Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm trong nơi rất cao. Xin Chúa cho chúng ta nhớ điều này. Vì thật sự đây là những điều không phải chúng ta không biết, nhưng mà nhiều khi chúng ta quên đi, hoặc là chúng ta không biết cách để sử dụng, thì kể từ giờ phút này, bởi Thánh Linh của Chúa, Ngài sẽ giúp cho chúng ta ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta. Trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì, hãy nối kết với thiên đàng. Và đây chúng ta sẽ coi cái mục đích của Đức Chúa Giêsu cầu nguyện. Vì chính Đức Chúa Cha sẽ giúp cho họ hiệp làm một với Chúa và với nhau. Trong những ngày sắp tới, tôi nghĩ là tuần lễ sắp tới, tôi sẽ cậy ơn Chúa để giúp cho chúng ta biết tại sao mà Chúa cứ nhắc đi nhắc lại là phải hiệp một, phải hiệp một, phải hiệp một. Bài này tôi chỉ nói tổng quát thôi, nhưng mà bài kế tiếp chúng ta sẽ thấy được tầm quan trọng của sự hiệp một. Nó có một cái sự gọi là một sức mạnh. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta hiểu được ý của Chúa. Vì Đức Chúa Giêsu, Ngài để dành thời giờ để cầu nguyện cho chúng ta hiệp một với nhau và với Chúa. Trong gian đoạn 17 câu 21, để cho ai nấy hiệp làm một, tất cả mọi người sẽ nghe lời các môn đồ đó, họ sẽ được hiệp một. Lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, không những được hiệp một với nhau, mà là được ở trong Đức Chúa Cha, trong Đức Chúa Giêsu. Và Ngài ban Đức Thánh Linh để giúp cho chúng ta được ở trong Ngài. Tuần tới chúng ta sẽ thấy được tầm quan trọng khi ở trong Ngài. Và đây, khi mà chúng ta được ở trong Ngài, thì đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai con đến. Lý do tin lành được bùng nổ và kết quả vì cớ họ hiệp một với nhau và với Chúa. Phần sau chúng ta sẽ thấy các môn đồ của Chúa và cái lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu đã được nhận. Và đây Chúa Ngài muốn cho chúng ta hiệp một. Có một số lý do ở đây. Thứ nhất, ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 13 câu 11 là chúng ta được sự yêu thương và sự bình an của Chúa ở cùng. Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ, khá theo đến sự trọn lành. Hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận. Vì Đức Chúa Trời và sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em. Thì Đức Chúa Trời của sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em. Có nghĩa là nếu chúng ta không hiệp một, chúng ta không hòa thuận với nhau và với Chúa, thì chúng ta không có sự yêu thương của Đức Chúa Trời và sự bình an của Ngài ở cùng chúng ta. Và chắc chắn mỗi một chúng ta đều trải nghiệm cái sự bất hòa ở trong chúng ta. Cầu nguyện không nổi nếu người nào nhạy bén trong Thánh Linh, còn nếu không, những người sống trong xác thịt thì dù hiệp 1, hiệp 2, hiệp 3 họ cũng không quan trọng. Vì cái trung tâm là chính mình họ. Nhưng mà đây, khi chúng ta có Chúa thì Ngài giúp cho chúng ta, để cho chúng ta đi đến sự trọn lành của Ngài. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta được hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận. Đây là một điều rất là khó. Ngay cả vợ chồng, anh em, cha mẹ, con cái, nhiều gia đình không có hiệp một với nhau. Và khi trong gia đình của chúng ta, bản thân của chúng ta không được hiệp một với nhau, thì chúng ta không được hưởng sự yêu thương và sự bình an của Đức Chúa Trời. Và từ chỗ đó chúng ta sẽ mang đến hội thánh, mang đến cộng đồng và mang đến cho một đất nước đầy xáo trộn. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy chung quanh chúng ta, các bậc cầm quyền, điều gì xảy ra? Đất nước Mỹ vô cùng rối loạn.
Vì bản thân chúng ta cũng không có được bình an, không có được yêu thương, không có được hiệp một với Chúa và với nhau, thì làm sao mà thế gian tối tăm tội lỗi này có thể nhận được sự sáng từ nơi những con người tin nhận Đức Chúa Giêsu? Và đây là điều chúng ta cần phải ăn năn. Và nếu chúng ta học cái sự hiệp một, trong tuần tới chúng ta sẽ học rõ hơn để biết được đây là mục tiêu của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Và nhất là trong năm mới này, Đức Chúa Giêsu Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha để cầu nguyện cho chúng ta được hiệp một với Chúa và với nhau. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 3, câu 18 và câu 19, khi chúng ta được hiệp một với nhau đó, thì chúng ta được biết sự yêu thương của Đấng Christ. Để anh em đã khi đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ, mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào. Và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biến, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta thấy Chúa Ngài muốn cho chúng ta hiểu được tình yêu thương của Đấng Christ. Ngài đã đến thế gian, Ngài bằng lòng phục vụ con người, vâng phục Đức Chúa Cha, chết cho con người, thế tội cho con người, chịu hình phạt cho con người, gánh sự rủa xả, gánh cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Ngài làm tất cả điều đó để cho con người biết được tình yêu thương của Ngài và tình yêu thương của Đức Chúa Cha. Nhưng mà nếu chúng ta không hiệp một cùng các thánh đồ thì chúng ta không hưởng được. Ở đây chúng ta sẽ nói, ông đó mà thánh đồ cái gì, bà đó mà thánh đồ cái gì. Tôi biết người đó, tôi biết họ rất là xấu xa và rất là nhiều điều. Vậy thì bây giờ chúng ta đi kiếm ai đây? Trong hội thánh của Chúa không có một con người nào là trọn vẹn. Nhưng mà ai được Chúa dấy lên, những người đó họ đang nhờ cậy Chúa để làm công việc của họ, thì chúng ta sẽ hiệp với họ để học lời của Đức Chúa Trời. Nếu họ dạy họ không chịu thay đổi, họ phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Còn mỗi một chúng ta, để cho chúng ta càng ngày càng hiểu biết Chúa nhiều hơn. Ngày hôm nay chúng ta thấy khi mà chúng ta bất hòa đó, thì chúng ta bắt đầu tỏ ra thái độ. Và có nhiều người họ ngồi hàng ghế đầu, nhưng mà sau đó từ 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 họ lui phía sau để khi họ biến mất không ai để ý. Hoặc là khi mà chúng ta bất hòa thì chúng ta ngồi đó, thì những cái lời giảng đó, nó không có chỗ để hành động trong chúng ta, vì trong chúng ta đầy dẫy sự bất hòa, ghen ghét. Đức Thánh Linh không thể hành động được vì Ngài muốn, nhưng mà chúng ta không cho phép, chúng ta đóng cánh cửa của chúng ta lại. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta khi chúng ta hiệp với các thánh đồ. Giống như bây giờ tất cả chúng ta đang hiệp một, thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài sẽ đổ xuống và Ngài cho chúng ta hiểu được cái giá trị của lời cầu thay của Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Cha cho chúng ta kể từ giờ phút này. Và xin Chúa cho chúng ta để được ứng dụng, và khi mà chúng ta được hiệp một với các thánh đồ thì Ngài ban cho chúng ta sự hiểu biết, Ngài ban cho chúng ta đầy dẫy sự dư dật của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta sẽ kiểm tra lại tại sao trong những ngày qua chúng ta cảm thấy khô hạn, chúng ta cảm thấy bị giới hạn. Tại vì ai cũng thích làm lãnh đạo, ai cũng thích là ý của mình người khác phải biết, còn lãnh đạo muốn nói cái gì thì đó là việc của lãnh đạo. Cho nên xin Chúa Ngài giúp chúng ta loại điều này ra khỏi cuộc đời của chúng ta kể từ giờ phút này, để sự đầy trọn của Đức Chúa Trời, tình yêu thương của Đức Chúa Jesus Christ, sự bình an của Ngài sẽ đáp đậu trên mỗi chúng ta kể từ giờ phút này. Tôi tin điều đó. Và đây một điều để chúng ta cần lưu ý, đó là vì chúng ta là một thân trong Đấng Christ. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12, câu 12, câu 18, câu 25 và 27, vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và các chi thể của thân có nhiều
cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy. Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài, làm tốt mà chỉ định, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng nhau, lo tưởng đến nhau. Và anh em là thân của Đấng Christ và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. Chúa Ngài tạo dựng một thân thể, và mỗi một chúng ta được dự phần vào trong thân thể của Đấng Christ, vì Ngài dùng thân thể của Ngài để Ngài chết đi, Ngài đoán phạt tội lỗi trong thân thể, và Ngài khiến cho thân thể chúng ta trở nên đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự. Trong tuần vừa rồi chúng ta có học trong những ngày chúng ta tìm kiếm Chúa, cho nên thân thể của chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, thân thể của chúng ta thuộc về Đức Chúa Jesus Christ. Và mỗi chi thể có một địa vị khác nhau ở trong Đức Chúa Jesus. Có người là mắt, có người là lỗ tai, có người là miệng, có người là răng, có người là lưỡi, có người là tay, là chân, có người là những phần nhỏ trong thân thể. Bây giờ ở đây chúng ta nhìn thấy trong thực trạng đó, ai cũng thích làm đầu, thì một cái thân mà có rất là nhiều đầu, thì cái đầu của Chúa là đầu, biến mất. Bây giờ chúng ta mang những cái đầu nào đó chứ không phải là Đấng Christ. Rồi bây giờ người nào cũng thích mình là cái miệng, cho nên cái thân thể nó rất là nhiều miệng, cho nên nó nói suốt ngày luôn. Và nhiều khi chúng ta nói, ôi tôi không cần ruột, tôi không cần tim, tôi không cần những cái phần mà ô uế trong cái thân thể của tôi, thì người đó sẽ chết. Cho nên ở đây chúng ta thấy Chúa Ngài tạo dựng lớn hay nhỏ, từng phần trong thân thể đều có một cái công việc mà Đức Chúa Trời chỉ định nó để nó làm. Chúng ta thấy chỉ trong máu của chúng ta gặp nan đề là toàn thân thể của chúng ta sẽ bị bệnh. Hoặc là nhiều điều mà Chúa Ngài dùng thân thể để chứng minh cho chúng ta thấy là thân thể cần phải được khỏe mạnh, cần phải được hiệp một. Cái chân nói, ta không cho cái miệng ăn nữa, cho nên bây giờ ta không đi nữa, cái miệng ở đó nhịn đói. Và ngược lại cũng vậy. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta nhận biết ở trong Ephesos đoạn 4 câu 4, chỉ có một thân thể, một thánh linh. Người nào hiệp một trong thân thể của Đấng Christ, đó là lý do tại sao Chúa cầu nguyện. Vì khi chúng ta hiệp một ở trong Đấng Christ là chúng ta được hiệp một ở trong Đức Thánh Linh. Và Đức Thánh Linh bắt đầu điều khiển người đó, vì Chúa Giêsu là cái đầu, Đức Thánh Linh là đấng lãnh đạo. Bây giờ mỗi một chúng ta là một phần trong thân thể, cho nên đừng có giành của nhau, đừng có phân rẽ nhau. Nhiều khi chúng ta thấy những người khác họ có cái ân tứ hơn mình thích cái đó, mà trong khi Chúa muốn mình làm những điều mình cần phải làm, mình không làm. Cái đó nhỏ lắm. Có một ông kia, ông là người giữ cửa, ai vào thì ông mở cửa, ông hoan nghênh. Và khi mà nhiều người từ nơi khác họ thấy hội thánh phát triển, thì họ mới nói rằng là, ô có ông mục sư này, sao ông được ơn quá, đi nó hội thánh phát triển như vậy. Những người trong hội thánh á, đừng nói như vậy. Hội thánh phát triển là nhờ các ông mở cửa. Ông là người cầu nguyện, ông là cái người mà Chúa sử dụng để cho hội thánh này phát triển. Cho nên chúng ta đứng một cái chỗ nào trong hội thánh mà Chúa đặt để, hãy làm hết sức mình. Giống như trước đây tôi làm chứng đó, tôi là cái người thích rửa chén, thích chà nhà vệ sinh, vì khi mà đông người thì đó là những cái rất dễ gây ra bệnh tật. Tôi làm những cái mà tôi có thể làm cho cha của tôi. Và từ cái chỗ trung tính, trong những cái nhỏ, bắt đầu Chúa mới từ từ huấn luyện tôi để tôi trở nên một người hầu việc Đức Chúa Trời. Cho nên anh chị em ơi, đây là lý do mà Chúa Ngài muốn cho chúng ta nhận biết
hãy hiệp một với nhau để được ở trong Đấng Christ, hoặc là ở trong Đấng Christ để chính Chúa Ngài giúp cho chúng ta hiệp một khi chúng ta nhận biết cái tầm quan trọng của sự hiệp một. Bây giờ ở đây chúng ta thấy lời cầu nguyện của Chúa đã được thực hiện ở trong Công vụ đoạn 2 câu 44, 46 và 47. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu vào hội thánh. Cho nên Chúa ngày muốn cái một hội thánh được hiệp một. Và khi mà chúng ta coi trong Công vụ đoạn 1 đó, họ vâng lời Chúa để họ hiệp lại, họ cầu nguyện. Sau đó Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã đổ xuống khi họ hiệp lại một chỗ. Và bây giờ chúng ta thấy có những cái bông trái của sự hiệp một. Nhìn vào lời của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy mình đang ở đâu? Mình có được hiệp một với Chúa, hiệp một với nhau không? Và đó là lý do mà Chúa không cứu được nhiều người vào hội thánh, vì cứu vào rồi họ cũng sẽ bỏ vì họ thấy sự chia rẽ trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Và một hội thánh mà chia rẽ đâu có Đức Thánh Linh hiện diện đâu, Ngài đâu có hành động. Và trong gian đoạn 13 câu 35, nếu các ngươi yêu nhau thì tại điều đó mà thiên hạ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Vậy người nào không yêu nhau, tất nhiên người đó không phải là môn đồ của Chúa, và thiên hạ họ không nghĩ đó là môn đồ của Chúa đâu. Và đây chúng ta sẽ nhìn xem Chúa Ngài cầu xin Cha cho chúng ta được ở trong Ngài, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, ở trong và ở với. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 14 và câu đến câu 16. Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai lại thành một, phá đổ bức tường ngăn cách, là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp và các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài, và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Người Do Thái họ rất là gớm dân ngoại, nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài chọn trong Cựu Ước dân Do Thái làm tuyển dân của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Giêsu khi Đức Thánh Linh Ngài đến, Ngài chọn hội thánh làm tuyển dân của Đức Chúa Trời. Cho nên bây giờ cả hai nhờ Đức Chúa Giêsu hiệp làm một, được hòa thuận với Đức Chúa Trời, được đến gần với Đức Chúa Trời. Và bởi quyền năng của thập tự giá, Ngài tiêu diệt sự thù nghịch đó, Ngài tiêu diệt sự phân rẽ đó. Cho nên hiện bây giờ nếu trong lòng của chúng ta có sự thù nghịch lẫn nhau, thù nghịch với Chúa, thù nghịch với anh em mình, thì trong danh của Đức Chúa Giêsu chúng ta nói rằng bởi quyền năng của thập tự giá tiêu diệt sự thù nghịch đó. Và kể từ giờ phút này chúng ta là những con người mới, vì Chúa sẽ làm những điều mới trong những ngày sắp tới. Mà nếu chúng ta không được trở nên mới thì chúng ta không nhận được sự sức dầu mới, rượu mới, vì rượu mới chỉ đổ trong bình già mới mà thôi. Xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta. Và tất cả những bức tường ngăn cách giữa chúng ta với nhau và với Chúa bị phá đổ. Nói này không có nghĩa là ô canh chàng đó hay phạm tội tà dâm hay ăn cướp, ăn trộm. Chúa nói mình đừng có ngăn cách, cho nên mình phải ở gần mấy người đó chứ. Hoặc là những người gian dâm, ô uế những điều gian ác, hay là họ dạy những giáo lý sai trật, thì Kinh Thánh nói gì? Hãy tránh xa những người đó. Nhưng mà đây Chúa Ngài muốn nói hội thánh của Đức Chúa Trời, tình yêu của Ngài đối với anh em, với nhau, và những người tội lỗi
cần được Chúa giúp đỡ, Chúa giải cứu để họ cũng được giống như chúng ta bởi quyền năng của thập tự giá. Cho nên trong năm mới này, xin Chúa cho chúng ta biết sử dụng quyền năng của thập tự giá để giải cứu nhiều người ra khỏi sự thù nghịch. Và bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi sự cầu thay của Đức Chúa Giêsu, Ngài sẽ giúp cho họ được nên mới ở trong Ngài. Và đây, Chúa Ngài muốn để thế gian tin rằng Cha đã sai còn đến, trong Giăng đoạn 17 câu 21 phần C. Ở trong Giăng đoạn 3 câu 16, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Cho nên lòng mong muốn của Đức Chúa Cha, lòng mong muốn của Đức Chúa Giêsu, lòng mong muốn của Đức Thánh Linh luôn luôn muốn cứu nhân loại. Và tôi cảm ơn Chúa vì tôi nghe có một số anh em bắt đầu làm chứng cho người khác, và xin Chúa sức dầu ban ơn để cho những người đó có thể làm được những điều Chúa muốn, Chúa kêu gọi mình. Và đây Chúa Ngài cho chúng ta biết Ngài đến để Ngài cứu những người bị hư mất. Và cái giờ phán xét chưa đến, nhưng nó đang đến. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta là những người sử dụng cái thời gian mà Chúa cho, cái thời điểm mà Chúa ban cho, để làm chứng cho những người thân yêu của chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu, hay là những người mà Chúa đặt trong cuộc đời của chúng ta. Vì nếu mà Chúa không giúp cho chúng ta hiệp một với Chúa, hiệp một với các thánh đồ, chúng ta không làm được gì cả. Tối ngày chỉ ôm mình một thế giới riêng. Đức Chúa Trời của người đó khác với Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Vì người đó luôn luôn cảm thấy mình bị thất bại, không làm được gì cả. Tối ngày ôm năn đề mà khóc, và miệng thì không mở ra để ca ngợi Chúa, để đắc thắng. Không sử dụng lời của Đức Chúa Trời để chiến thắng những cái hoàn cảnh chung quanh mình, mà luôn luôn nghĩ rằng Chúa không làm được gì trong đời sống của mình, dù mình đã cầu nguyện rất là nhiều năm. Thì bây giờ tất cả những điều đó phải chấm dứt, và chúng ta được nối kết với Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì cớ Chúa Giêsu đã, đang và sẽ cầu nguyện cho mỗi một chúng ta. Trong Timôthê nhất đoạn 2 câu 4, Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Xin Thánh Linh của Chúa sức dầu trên tất cả những người làm chứng vị trí Chúa Giêsu, người đó cũng được ơn để hiểu lẽ thật và chia sẻ lẽ thật cho những người khác. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14, tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. Chúa Ngài muốn cho muôn dân tin nhận Ngài. Mà nếu hội thánh không hiệp một với Chúa, không hiệp một với nhau, không thể làm được công tác này. Vì có một cái sự sức dầu, có một quyền năng mầu nhiệm cho bất cứ người nào nối kết với Chúa và với nhau. Trong ý muốn của Chúa nha. Và đây trong Giăng đoạn 17 câu 22 phần A. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Chúa Ngài cho chúng ta sự vinh hiển của Ngài. Nhờ sự vinh hiển đó, chúng ta sống trong sự vinh hiển đó, và chúng ta được hiệp một với nhau và hiệp một với Chúa, vì sức con người không thể làm được. Chúng ta thấy tâm trí của chúng ta. Có những lúc chúng ta đồng ý, có những lúc chúng ta bất mãn, có những lúc chúng ta vui, có những lúc chúng ta buồn. Cho nên chúng ta cần sự hiện diện của Ngài, sự vinh hiển của Ngài để đốt cháy trong tâm trí của chúng ta. Hướng dẫn chúng ta bởi lời của Đức Chúa Trời, bởi Thánh Linh của Chúa, để Ngài cho chúng ta được hiệp một với Chúa và hiệp một với nhau. Vì Chúa của chúng ta là đấng rất hiệp một. Và khi mà chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, Ngài cho chúng ta sự vinh hiển. Nếu ai không biết mình có sự vinh hiển thì giờ phút này nhận biết rằng Chúa đã ban cho chúng ta sự vinh hiển của Ngài. Mặc dù Adam và Eva đánh mất sự vinh hiển của Chúa, nhưng mà nhờ Đức Chúa Giêsu chúng ta lấy lại hết tất cả mọi sự. Trong Roma đoạn 8 câu 30, còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi
thì Ngài cũng xưng là công bình. Và những kẻ Ngài xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Bất cứ người nào thật sự tin nhận Đức Chúa Giêsu, Chúa kêu gọi người đó vào trong sự hiệp một với Ngài. Và Chúa ban cho người đó sự vinh hiển của Ngài. Và Ngài xưng người đó là công bình bởi quyền năng của Ngài. Cho đến Ngài hành động trong lòng của những người tin. Những người không tin thì Ngài không hành động được vì họ không cho phép. Cho nên chúng ta nói với Chúa rằng con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Ngài vì Ngài kêu gọi con. Con cảm ơn Chúa vì Ngài xưng con là công bình. Con cảm ơn Chúa vì Ngài làm cho con được vinh hiển. Đây là công việc của Ngài. Con ngợi khen Ngài. Đừng có nằm đó. Chúa ơi, chắc Chúa không gọi con. Chúa ơi, con là người chẳng ra gì. Con nhỏ mọn. Con yếu đuối. Con tội lỗi. Con thất bại. Con chán nản. Con muốn sống nữa Chúa ơi. Năm mới này hãy thay đổi cái cách nói của chúng ta về những gì mà Đức Giêsu đã làm cho chúng ta. Và không những Ngài cho chúng ta sự vinh hiển mà Ngài trang sức bằng sự vinh hiển. Thi Thiên 149 câu 4 cho đến câu số 9. Vì Đức Giê-hô-va đẹp lòng dân sự Ngài. Ngài lấy sự cứu rỗi trang sức cho người khiêm nhường. Hãy nói rằng con cảm ơn Chúa, Ngài đang trang sức cho con sự cứu rỗi của Ngài. Nguyện các thánh Ngài mừng rỡ về sự vinh hiển, hát vui vẻ tại trên giường mình. Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ. Thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ. Một người nhận biết được mình đã được cứu, mình được xưng công bình, mình được Chúa ban cho sự vinh hiển và Chúa đang trang sức cho mình bằng sự vinh hiển, thì người đó thứ nhất khiêm nhường trước mặt Ngài. Người đó ca ngợi Ngài, mừng rỡ ở trong Ngài, hát vui vẻ tại trên giường mình. Chúng ta nhìn suốt trong những năm tháng qua, chúng ta làm gì ở trên giường? Chúng ta làm gì với cái miệng Chúa ban cho chúng ta? Và đây, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Có một câu chuyện rất là quen thuộc và nhiều người cũng đã nghe. Có một bà kia, bà ở một hội thánh miền quê. Và khi mà ai giảng thì bà nói rằng Hallelujah. Vì bà rất là vui khi nghe những cái sứ điệp đó. Thì người quản nhiệm ở đó nói với bà vì sắp có một diễn giả được mời đến. Ông nói rằng bà ơi bà, kể từ giờ phút này đó, mà nhất là nghe một sư giảng, bà đừng có nói Hallelujah nha. Tôi sẽ cho bà một cái mền mới. Bà vui quá vì bà không có mền. Bà nghèo khổ. Và sau đó, diễn giả giảng rất là được ơn. Nhưng mà bà nghĩ, giờ mình nói cái chữ Hallelujah là mình mất cái mền. Cho nên bà cố kìm lại. Nhưng mà sau đó, bà hết chịu nổi rồi. Bà la lên, Hallelujah, mất cái mền thì mất. Cho nên ở đây chúng ta thấy không? Cứ người mà trong lòng của họ đầy dẫy sự vui mừng, sự ngợi khen Chúa thì dù hoàn cảnh bên ngoài như thế nào cũng không giữ những điều đó lại trong lòng của họ được, họ khai phóng cái điều đó ra. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta biết khai phóng những điều mà Chúa muốn mình khai phóng. Hãy tập để cảm tạ Ngài. Cảm ơn Chúa vì ông chồng của con. Cảm ơn Chúa vì bà vợ của con, vì gia đình của con. Trước đây mà nói, ôi Chúa ơi, con mệt với ông chồng của con mệt với bà vợ của con mệt với cha mẹ của con chán họ quá đi, họ làm phiền con quá đi. Bây giờ hãy cảm tạ Chúa, vì khi chúng ta cảm tạ Chúa là chúng ta cho phép Ngài bước vào để hành động trong đời sống của chúng ta và gia đình chúng ta. Vì chúng ta thấy ở trong câu 7, đặng báo thù các nước, hình phạt các dân, đặng trói các vua chúng nó bằng xiềng và đóng trăng các tước vị chúng nó để thi hành cho chúng nó sự án đã chép các thánh Ngài được vinh hiển ấy. Hallelujah. Xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta để biết vũ khí Chúa đang cho chúng ta nó nằm ở trong miệng chúng ta, nó nằm ở trong tay của chúng ta. Chúa giao hết cho chúng ta rồi.
Cho nên đừng có ngồi đó mà khóc, mà hãy đứng dậy, bước đi trong Chúa Giêsu để nhận lấy quyền năng và được nối kết với sự giúp đỡ của thiên đàng. Vậy Chúa Ngài cho các con cái của Ngài được vinh hiển để chiếu rọi ra. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 16 đó, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy các việc lành của các ngươi mà ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Họ nhìn vào họ thấy gì? Các việc lành. Và ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31, Chúa cũng nhắc điều này. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta để qua sự vinh hiển của Chúa tự nó khai phóng ra. Khi chúng ta hiệp một ở trong sự vinh hiển của Ngài, quyền năng của thiên đàng khai phóng ra. Nó khai phóng bằng cách nào? Qua hành động của chúng ta, qua lời nói, qua việc làm của chúng ta, qua môi miệng của chúng ta. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta biết được tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Và không những Chúa Ngài cho chúng ta để có sự vinh hiển của Chúa mà chiếu rọi ra, mà Ngài cho chúng ta được đồng cai trị với Ngài trong sự vinh hiển. Hallelujah. Trong Luca đoạn 22 câu 28 và 29, còn như các ngươi đã bền lòng theo ta trong mọi sự thử thách ta, nên ta ban nước cho các ngươi cũng như cha ta đã ban cho ta vậy. Trong Khải Huyền đoạn 3 câu 21, kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi Ngài. Chúa ơi, con thích giống như mẹ của con trai Cebedi nói rằng là một đứa ngồi bên hữu, một đứa ngồi bên tả khi vào trong nước Chúa. Còn có cái mà chịu khổ hay là đắc thắng gì đó, con muốn, thì chắc chắn điều đó không bao giờ xảy ra. Cho nên Chúa Ngài cho chúng ta đồng ngồi với Ngài, đồng cai trị với Ngài trong nơi vinh hiển, và đồng cai trị với Chúa trong sự sống tại trên đất này. Bây giờ chúng ta sẽ học cái sự hiện diện của Ngài trong chúng ta để chúng ta được toàn vẹn hiệp làm một. Khi tôi đọc điều này, tôi thấy rất là thương Đức Chúa Giêsu, vì Chúa biết con nhân của Chúa là hiệp một trước, xong đó hiệp hai, rồi hiệp ba. Trong câu 23, con ở trong họ. Đức Chúa Giêsu Ngài ở trong chúng ta. Bây giờ Ngài ở bằng cách nào? Ngài ở trong chúng ta bởi Đức Thánh Linh. Ngài ở trong chúng ta bởi lời của Ngài. Cha ở trong con, nhờ Đức Chúa Giêsu chúng ta được liên kết với Đức Chúa Cha, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một và cho thế gian biết chính Cha đã sai con đến. Chúa lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Vì Chúa biết con người chúng ta không làm được. Trong câu 21 phần C, và cha đã yêu thương họ cũng như cha đã yêu thương con. Những gì mà Chúa Cha Ngài ban cho chúng ta là qua Đức Chúa Giêsu, bởi Đức Chúa Giêsu, nhờ Đức Chúa Giêsu, mà muôn vật hướng về Đức Chúa Giêsu. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta biết được mình ở trong Ngài và Ngài ở trong mình. Trong văn đoạn 10 câu 30, ta với cha là một. Cho nên nếu ai đó cố gắng tách Đức Chúa Giêsu khỏi Đức Chúa Cha, hay là tách Đức Chúa Cha khỏi Đức Chúa Giêsu, điều đó không thể xảy ra được, vì Ngài là một. Và Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh hiệp một thành Đức Chúa Trời cả thể. Cho nên nếu mình tách Đức Thánh Linh ra cũng không được. Xin Chúa cho chúng ta biết lẽ thật này, để ai đó dạy sai với lời của Đức Chúa Trời, chúng ta không cần thiết phải nghe. Và đây chúng ta coi cha yêu thương họ cũng như cha đã yêu thương con. Ở trong Luca đoạn 12 câu 32, hỡi bầy nhỏ đừng sợ, vì cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. Hay nói là con cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho con nước thiên đàng, và nước thiên đàng đang ở trong mỗi cuộc đời của chúng con. Trong Giăng đoạn 14 câu 21, ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào vâng giữ lời Chúa, người đó yêu mến Đức Chúa Trời, yêu mến Đức Chúa Giêsu. Người nào không vâng giữ lời Chúa, người đó không yêu mến Đức Chúa Giêsu. Kinh Thánh Chúa nói. Người nào yêu mến ta,
sẽ được Cha ta yêu lại. Chúa chỉ cho chúng ta cái cách làm sao để nhận lấy tình thương của Đức Chúa Cha. Có nghĩa là người nào giữ lời của Chúa, yêu mến Ngài, được Cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Có những lần Chúa không những yêu mình mà Chúa bắt đầu tỏ Ngài cho chúng ta. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ yêu thương người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Người nào làm theo lời của Chúa dạy, đó là người yêu mến Đức Chúa Giêsu, và đó là người được Chúa Cha yêu, và đó là người mà được Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh ở trong người đó. Cảm ơn Chúa không? Cho nên đây là bí quyết dành cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta mong muốn những cái quá là cao xa, nhưng mà cái thực tế trong đời sống của chúng ta là yêu mến lời của Đức Chúa Trời, chúng ta lại không làm điều này. Bài Chúa Ngài nói trong câu 24: Chúa xin Cha cho mọi người được ở luôn với Ngài. Thấy thương Chúa không? Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ Cha giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu con trước khi sáng thế. Chúa Ngài cho chúng ta được ngắm xem sự vinh hiển của Ngài. Ngài ban rồi, nhưng mà chúng ta có để dành thời giờ để ngắm xem không? Ông David, ông nói là ông ở trong đền của Chúa, ngắm xem Chúa, tìm cầu Chúa, chờ đợi Chúa. Nếu chúng ta có dành thời gian, chúng ta sẽ được ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, vì Ngài cho chúng ta rồi, Ngài ban cho chúng ta rồi, nó đang ở trong tâm linh của chúng ta đó. Trong Giăng đoạn 12 câu 26: nếu ai hầu vị ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu vị ta cũng ở đó. Nếu ai hầu vị ta thì Cha ta ắt tôn quý người. Nhiều khi chúng ta thấy câu gốc thích rằng ai hầu vị ta, Cha ta ắt tôn quý người, bỏ cái phần đầu đi. Nhưng mà cái phần đầu rất là quan trọng. Nếu chúng ta hầu vị Chúa, nếu chúng ta muốn được Cha ta, được Cha của Ngài tôn trọng, chúng ta phải theo Đức Chúa Giêsu. Và Chúa ở đâu? Chúng ta ở đó, vì Ngài là chỉ huy, Ngài là đầu. Mà nếu chúng ta không gần Chúa, làm sao chúng ta hiểu Chúa được? Ở trong Hebrew đoạn 10 câu 19 bằng B: nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh. Chúng ta đã học điều này rồi. Nơi rất thánh chỉ để dành cho những thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm vào có một lần thôi, mà phải cẩn thận, có thể chết ở trong đó nếu có sự sơ suất. Nhưng mà nhờ sự chết của Đức Chúa Giêsu, Ngài cho chúng ta vào được nơi chí thánh, được nói chuyện với Đức Chúa Cha, được gần gũi, được tôn cao, được yêu thương ở trong sự hiện diện của thiên đàng. Trong Hebrew đoạn 6 câu 19: chúng ta giữ điều trong cậy này như cái neo của linh hồn, vững vàng, bền chặt, thấu vào phía trong mà. Ông Phaolô ông kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa, giống như Môi-se, giống như Giăng và các môn đồ của Chúa. Cho nên ở đây Chúa Ngài muốn cho chúng ta nêu cái linh hồn, bám chặt vào đó, ở trong đó. Chúng ta ở bằng cách nào? Ở bằng sự cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ngài, ở trong sự thờ phượng riêng tư với Ngài, ở trong sự học lời Chúa và khao khát Ngài, mong muốn Ngài bày tỏ nhiều hơn cho chúng ta, thay đổi đời sống của chúng ta cho xứng hiệp với cái cách sống là người của Đức Chúa Trời. Và đây chúng ta sẽ thấy Chúa Ngài cho chúng ta ngắm xem sự vinh hiển của Chúa trong Giăng đoạn 12 câu 14: ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Đức Chúa Giêsu Ngài xuất hiện để đem thiên đàng đến cho con người. Ngài là Đức Chúa Trời thành người để cho con người có thể rờ được Ngài, nói chuyện được với Ngài. Ông Môi-se, ông xin Chúa cho thấy mặt Ngài, Chúa chỉ cho thấy sau lưng thôi. Vì Chúa nói ai thấy ta thì sẽ chết. Cho nên bây giờ Chúa, Ngài đến như một con người để chúng ta có thể nhìn thấy sự vinh quang của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ. Và Ngài là người, Ngài là thật ở giữa chúng ta.
Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 18, chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương. Tạ ơn Chúa. Thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài từ vinh hiển qua vinh hiển như bởi Chúa là Thánh Linh. Bây giờ Ngài ban cho chúng ta lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cứ nhìn vào đó. Chúng ta học lời Chúa. Chúng ta nói chuyện với Chúa qua Kinh Thánh. Chúng ta tìm cầu Ngài. Khao khát Ngài. Càng ngày đó quyền năng của lời Chúa bắt đầu biến hóa chúng ta. Làm cho chúng ta được thấy sự vinh hiển của Ngài qua Kinh Thánh. Và Đức Thánh Linh là đấng có trách nhiệm để làm điều đó. Và trong câu 13, chúng ta chẳng làm như Môi-se lấy màn che mặt mình, hầu cho con cái Israel không thấy cuối cùng của sự sáng láng qua đi. Trong suốt đoạn 33 câu 18, Môi-se thưa rằng: tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài. Câu 19-20, Chúa cho ông thấy phía sau lưng, giống như điều tôi đã nói. Xuất Cơ Thư Ký đoạn 34 câu 35, dân Sien nhìn mặt Môi-se thấy da mặt người sáng rực, thì Môi-se lấy lức che mặt mình cho đến khi nào vào hồi chuyện với Đức Giê-hô-va. Bây giờ chúng ta không còn cái màn để che mặt nữa. Chúng ta đối diện với Ngài, mặt trần đối với Ngài. Không có gì để che khuất. Cho nên hãy thưa với Ngài về tình trạng của mình và khao khát những gì của Chúa cho cuộc đời của mình. Và trong câu 25 của Giăng đoạn 17, Đức Chúa Giêsu tôn cao Đức Chúa Cha và công bố rằng các môn đồ của Chúa đã nhận biết Ngài là đấng Cha sai đến. Hỡi Cha con mình. Đức Chúa Giêsu xưng Đức Chúa Cha là Cha con mình. Thế gian chẳng từng nhận biết Cha, song con đã nhận biết Cha, và những kẻ này nhận rằng chính Cha đã sai con đến. Có một số các môn đồ họ cũng đã xưng rằng Chúa là Đức Chúa Trời, là con của Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu chúng ta qua Giăng đoạn 18, họ chạy hết vì họ sợ có sự bắt bớ khủng khiếp đang diễn ra vì Đức Chúa Giêsu bị bắt và bị giết. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu nhìn họ bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Họ sẽ hiệp một, họ sẽ được đến với nhau bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời và họ sẽ được kết quả chuyện này. Cho nên Chúa không nhìn chúng ta theo cách chúng ta. Ồ, tôi biết Phi-e-rơ người chối ta 3 lần nghe chưa? Rồi các môn đồ khác bỏ ta chạy trốn hết nha. Chút nữa nè, chuyện này xảy ra nè. Cho nên các ngươi nói yêu ta nhưng mà các ngươi đâu có thật sự đâu. Chúa Ngài không nói như vậy. Nhưng mà Chúa đang nhìn họ bởi quyền năng của Đức Chúa Cha trong sự vận hành của Đức Thánh Linh. Cho nên ai trong chúng ta nhìn chúng ta là kẻ thất bại, kẻ khốn khổ, hãy biết rằng Chúa Ngài nhìn chúng ta theo cách của Ngài và Ngài xác định chúng ta rằng đây là những đứa con mà Ngài đã chuộc, đây là những đứa con mà Ngài đã đổ Thánh Linh của Ngài xuống, đây là những đứa con mà Ngài ban cho lời của Đức Chúa Trời, Ngài ban cho huyết của Ngài để tẩy sạch, Ngài ban cho chúng ta các thiên sứ của Chúa để giúp cho chúng ta đắc thắng. Thì hãy nhìn theo cách mà Chúa nhìn chúng ta. Trong câu 26, con đã tỏ danh Cha ra cho họ, con lại sẽ tỏ ra nữa, để cái tình yêu thương của Cha dùng sự yêu thương của con ở trong họ, và chính mình con cũng ở trong họ nữa. Chúng ta thấy Chúa lặp đi lặp lại, con ở trong họ, con ở trong Cha, họ ở trong chúng ta. Chúa xin như vậy. Cho nên hiện giờ, những lời cầu nguyện này đã được Đức Chúa Giêsu nhận, đã được Đức Chúa Cha nhận. Và Đức Chúa Giêsu Ngài tiếp tục cầu nguyện để giúp cho chúng ta đắc thắng và hiệp một với Ngài luôn luôn. Trong câu 18 của Giăng đoạn 1, chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng Cha là đấng giải bày Cha cho chúng ta biết. Trong Giăng đoạn 16 câu 12 cho đến câu 15, ta còn nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính mình Ngài sẽ làm sáng danh ta. Tôi rất là thích câu này.
vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các người. Mọi sự cha có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các người. Cho nên Ngài ban Đức Thánh Linh để bày tỏ Đức Chúa Giêsu và bày tỏ Đức Chúa Cha cho chúng ta nhiều hơn nữa, vì cái tâm trí con người của chúng ta không thể nào hiểu nổi về Đức Chúa Trời, về Đức Chúa Giêsu cũng như về Đức Thánh Linh, hay là không hiểu nổi về cõi đời đời. Nhưng mà nhờ Thánh Linh của Chúa qua lời của Đức Chúa Trời, cho nên Ngài dẫn chúng ta, có nghĩa là Ngài nắm lấy tay của chúng ta, Ngài dẫn chúng ta và Ngài bắt đầu mở trí cho chúng ta hiểu lời của Ngài. Nếu chúng ta tin lời của Ngài là sự sống, nếu chúng ta tin lời của Ngài đến từ Đức Chúa Cha, thì chính Chúa Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta và Ngài làm sáng danh Đức Chúa Giêsu qua mỗi đời sống của chúng ta, khi chúng ta biết hiệp một với Ngài và hiệp một với nhau. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Ngài vì sự hiệp một vô cùng quan trọng, cho nên Đức Chúa Giêsu đã để dành thời giờ cầu nguyện cho chúng con. Và Chúa ơi, Ngài không những cầu nguyện cho chúng con mà Ngài cầu nguyện cho những kẻ sẽ nghe chúng con nữa, như Ngài đã cầu nguyện cho các môn đồ, và lời của Ngài chứng minh cho chúng con giờ phút này. Xin Chúa giúp cho chúng con tin và Ngài cho chúng con biết nối kết với Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha, đang cầu thay cho chúng con. Chúng con biết ơn Ngài và xin Chúa tha thứ cho những điều không hiệp một của chúng con, tranh cạnh, ghen ghét, chia rẽ. Và chúng con không hiệp với Chúa vì những tội lỗi vấn vương trong cuộc đời của chúng con. Giờ phút này tất cả những điều đó bị đạp đổ, bị loại ra khỏi, và chúng con chấp nhận sự sức dầu của sự hiệp một ở trong Đức Chúa Jesus Christ, với Đức Chúa Giêsu, với Đức Chúa Cha, với Đức Thánh Linh, với lời của Ngài. Con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu, con công bố rằng năm mới này rất là nhiều điều Chúa sẽ làm, vì chúng con biết cách rồi. Chúng con hiệp một với Ngài, chúng con hiệp một với lời của Ngài, hiệp một với nhau để cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.